Sau khi kết thúc chuyến hành trình lái xe mẹt đi xuyên Campuchia để review các địa danh nổi tiếng, Quabert quay trở về Việt Nam đi ăn nhà hàng Thái Luxury sang chảnh ở quận 1 và tiếp tục hành trình review của mình. Đặc biệt, tại đây anh được gặp và trò chuyện cùng chủ tịch tập đoàn taxi Mai Linh. Mở đầu video, Quabert di chuyển đến nhà hàng Chúa Thái nằm trên đường Ký Con, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những con đường nằm ở vị trí đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hàng được trang trí theo chủ đề Giáng sinh vô cùng sang trọng và đầy màu sắc, tạo nên một không khí Giáng sinh vô cùng ấm cúng, để khách hàng có những bữa ăn ngon bên gia đình, người thân và bạn bè. Nhà hàng có 3 tầng với nhiều loại bàn khác nhau, từ bình thường cho đến căn phòng VIP. Không những thế, nhà vệ sinh của nhà hàng cũng được đầu tư khá công phu như để kèm nước hoa, xịt thơm miệng, son, để khách hàng sử dụng sau khi ăn nhằm khử mùi. Sườn cây khổng lồ. Nhà hàng Chúa Thái với nhiều món ăn đặc trưng của Thái Lan được chế biến theo công thức riêng của quán, tạo nên sự khác biệt và đặc sắc cho món ăn, cũng như phù hợp với khẩu vị của người Việt. Đến với nhà hàng, Quabert gọi các món đặc trưng như sườn cây khổng lồ, gỏi cá trê, tôm dùm, gỏi tôm sống, nọng heo nướng sốt Thái. Quabert chia sẻ, đây là một trong những nhà hàng Thái sang chảnh nhất nhì Sài Gòn. Chính vì vậy, các món ăn ở đây cũng rất đặc biệt và đáng để thưởng thức. Món đầu tiên Quabert thưởng thức là sườn cây khổng lồ với trọng lượng gần 5kg. Nguyên liệu chính của món ăn là xương và sườn heo được ninh nhừ nhưng vẫn giữ được vị ngọt. Những tảng sườn được xếp chồng lên nhau trên đĩa, sau đó rưới sốt. Nước sốt từ nước hầm xương thêm các loại gia vị như sả, ngò, hành và đặc biệt là ớt xanh. Vị nước sốt hơi chua, tương tự tôm dùm nhưng đậm đà hơn. Ớt xanh cay nồng có thể khiến bạn nhăn mặt trong lần đầu đếm thử, nhưng sẽ dễ quen. Nếu không ăn cay được, hãy dặn nhân viên giảm bớt ớt khi gọi món. Quabert mời anh quản lý nhà hàng cùng dùng bữa và trò chuyện với nhau về các món ăn, tạo nên một không khí vô cùng gần gũi. Mỗi món ăn đi kèm một loại sốt khác nhau, tạo nên sự khác biệt và làm nổi bật hương vị món ăn, bùng nổ vị giác. Đặc biệt, mặc dù nằm tại một vị trí vô cùng đắc địa tại quận 1, nhưng giá cả các món ăn tại nhà hàng lại vô cùng hợp lý mà không hề đắt. Bên cạnh đó, phong cách phục vụ của nhân viên cũng rất thân thiện và nhiệt tình. Lấy cảm hứng từ quốc phục Thái Lan dùng trong các dịp quan trọng, đồng thời còn là hình thái cao nhất của sự chỉnh chu và tinh tế trong chăm sóc cảm nhận của đối phương. Đó là ý nghĩa mà Chef Nguyễn Tuấn Anh, một trong những nhà sáng lập Chúa Thái, gửi gắm vào cái tên ấn tượng nhưng ngắn gọn, dễ nhớ. Theo Chef Tuấn Anh, Chúa Thái không chỉ là một nhà hàng phục vụ các món ăn đậm chất Thái Lan, mà còn đem lại hình thái trải nghiệm ẩm thực cao nhất của sự tôn kính và lịch thiệp như cách đối đãi với khách quý. Do đó, trong kiến trúc, nội thất của nhà hàng, chúng tôi thể hiện rất rõ nét những đặc trưng của đất nước Chùa Vàng mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đón nhận hoặc cảm thấy quen thuộc. Tuy được trang hoàng vô cùng độc đáo và đẹp mắt, sang trọng, lại nằm ở vị trí trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nhưng theo Chef Tuấn Anh thì ngoài thực đơn đa dạng, thực khách hoàn toàn có thể yên tâm về túi tiền vì chi phí phải chăng. Giám đốc kinh doanh của nhà hàng tiếp đãi. Sau khi review được một lúc thì Quabert được đích thân anh Hồ Anh Tuấn, giám đốc kinh doanh của nhà hàng, kiêm phó ban chiến lược phát triển của Mai Linh ra tiếp đãi và cùng ngồi trò chuyện, chia sẻ về công việc và thưởng thức các món ăn. Ngoài ra, đầu bếp còn đặc biệt chuẩn bị những món chuẩn Thái mà chỉ có trong dịp Giáng sinh tại nhà hàng để mời Quabert thưởng thức, như lạp tôm hùm, cá hồi sốt thịt cua, càng cua cà ri Thái, cá nướng muối tuyết. Đầu bếp cũng đích thân giới thiệu và hướng dẫn cách ăn từng món cho Quabert. Anh Tuấn cùng Quabert đã có một cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ bên cạnh những món ăn ngon của nhà hàng. Anh Tuấn còn hài hước nhận xét, Quabert nó đi nhiều nước, ăn nhiều món lắm rồi nên giờ ở Việt Nam review ẩm thực không ai qua được Quabert. Khoa chỉ cần nếm là biết trong đó có gì. Bất ngờ hơn, trong lúc anh Tuấn và Khoa đang cùng nhau trò chuyện và review các món ăn thì ông Hồ Duy, chủ tịch tập đoàn Mai Linh bất ngờ xuất hiện. Quabert chia sẻ, đang tập trung review đồ ăn thì bất ngờ gặp chủ tịch tập đoàn Mai Linh, anh Hồ Huy mà tôi không biết. Khúc sau, anh Huy đãi hẳn chai rượu Linh Chi siêu hiếm, có tiền cũng không mua được, uống xiển liển luôn nên quên review rồi. Tập đoàn Mai Linh. Năm 1989, đánh dấu sự hình thành của tập đoàn Mai Linh do chủ tịch Hồ Huy sáng lập. Sau 4 năm khởi nghiệp, ngày 12 tháng 7 năm 1993, ông sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch thương mại vận tải hành khách Mai Linh, vỏn vẹn với 2 chiếc xe. Ngành nghề kinh doanh ban đầu chỉ là cung cấp dịch vụ cho thuê, du lịch và bán vé máy bay. Đến năm 1995, Mai Linh chính thức kinh doanh hoạt động taxi. Năm 2005, Mai Linh xác lập kỷ lục doanh nghiệp có nhiều xe taxi nhất Việt Nam. Đến năm 2010, Mai Linh thống nhất màu xanh Mai Linh trên hành trình vận tải khắp Việt Nam. Tập đoàn Mai Linh cũng xác lập kỷ lục hãng taxi có số lượng ca hộ sinh trên xe nhiều nhất châu Á. Sau hơn 34 năm thành lập, Mai Linh đã phát triển thành lập tập đoàn vận tải lớn mạnh hàng đầu Việt Nam với mạng lưới đơn vị chi nhánh phủ khắp 63 tỉnh, thành phố và 4 huyện đảo,
gần 30.000 cán bộ nhân viên và hơn 17.000 đầu phương tiện. Bên cạnh thế mạnh truyền thống là taxi chất lượng cao mang thương hiệu Mai Linh và Hòa Bình Xanh, tập đoàn Mai Linh không ngừng đa dạng hóa hệ sinh thái vận tải với các dòng sản phẩm như xe bus đường dài, xe điện, xe cho thuê, dịch vụ sửa chữa. Ngoài ra, Mai Linh còn tập trung khai thác thế mạnh hệ sinh thái, nhất là lĩnh vực logistics để phát triển xứng tầm, trở thành đại diện của vận tải Việt Nam vươn tầm thế giới. Với sự nỗ lực không ngừng, tập đoàn Mai Linh đã khẳng định được vị trí thương hiệu hàng đầu trong ngành vận tải hành khách ở Việt Nam. Trải qua 34 năm khởi nghiệp, màu xanh hệ sinh thái tập đoàn Mai Linh ngày càng vươn xa, trở thành niềm tự hào của thương hiệu Việt. Ông chủ Mai Linh mời rượu. Quay trở lại với video review nhà hàng Thái của Khoa Bếch, sau khi gặp và chào hỏi ông Hồ Huy, Khoa Bếch tiếp tục review các món ăn còn lại và tiếp tục trò chuyện cùng anh Tuấn, giám đốc kinh doanh của nhà hàng Chuối Thái, kiêm phó ban chiến lược phát triển của Mai Linh. Theo Khoa Bếch chia sẻ, thì anh cũng đã có một cuộc trò chuyện ấm cúng và được ông Hồ Huy, chủ tịch tập đoàn Mai Linh đãi rượu Sâm Ngọc Linh quý hiếm. Sau khi kết thúc bữa ăn, Khoa Bếch cùng anh Tuấn và ông Hồ Huy đi xem một vòng nhà hàng từ khu vực trang trí Giáng sinh để khách hàng chụp hình sống ảo đến khu vực quầy bar, quầy trưng bày. Trong giới ẩm thực, chef Tuấn Anh là một cái tên không hề xa lạ khi anh là người sáng lập ra chuỗi nhà hàng Thái mang tên Groban Thai nức tiếng ở Hà Nội, nhà hàng lẩu nướng kiểu Thái đầu tiên Murata. Anh cũng đóng góp nhiều công sức vào việc gây dựng loạt nhà hàng Thái ở Việt Nam ở một số tỉnh thành phía Bắc. Sau một thời gian nghiên cứu thị trường cũng như sáng tạo về mặt ý tưởng thiết kế đa dạng thực đơn, anh đã quyết định mở ra Chuối Thái ở thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn thêm một địa điểm đến thú vị cho thực khách. Cuối video của mình, Khoa Bếch cho hay nếu có dịp sẽ có một cuộc trò chuyện sâu hơn về ông Hồ Huy và hành trình khởi nghiệp vô cùng thành công của ông.